Rồi. 3 cộng 6 trừ 6 cộng 1 cộng 5 trừ 2 trừ 1 như con. Rồi tiếp 4 cộng 5 trừ 7 cộng 6 cộng 1 trừ 6 cộng 1 như con. Rồi tiếp 5 cộng 2 cộng 1 cộng 1 trừ 5 cộng 5 trừ 6 cộng 1 trừ 3 trừ 1 cộng 2 cộng 2 như con. Rồi tiếp 2 trừ 2 cộng 9 trừ 1 cộng 1 trừ 8 cộng 1 cộng 2 cộng 5 trừ 9 cộng 7 cộng 2 trừ 6 như con. Rồi tính ảo 4 trừ 3 cộng 2 cộng 1 như con. Rồi 3 trừ 3 cộng 2 cộng 1 như con. Rồi 2 cộng 2 trừ 3 cộng 3 như con. 4 1 cộng 2 trừ 3 cộng 4 như con. 4 cộng 5 trừ 1 trừ 6 cộng 1 bao nhiêu? Đúng rồi. 2 cộng 3 trừ 5 bao nhiêu? Rồi tiếp 5 trừ 1 cộng 5 trừ 6 nhiêu? Rồi tiếp 2 cộng 3 cộng 1 bao nhiêu? Rồi 2 cộng 3 trừ 1 cộng 3 nhiêu? Rồi. Kính chào quý phụ huynh. Toán tư duy là bộ môn giúp phát triển tư duy bằng bàn tính Soroban, hỗ trợ kích thích não bộ phát triển đồng đều cả hai bán cầu não trái và phải. Chúc mừng các con đã hoàn thành khóa học toán tư duy Soroban Level 1. Kingdom xin giới thiệu chương trình toán tư duy Soroban các trình độ cơ bản như sau. Level 1, bước đầu tiên để hình thành kỹ năng tính ảo, là nền tảng cho các level tiếp theo. Kết quả đầu ra của level 1 là tính ảo trong phạm vi 10, học tính nhanh bằng FingerMath, học sinh có khả năng thực hiện tính nhẩm dãy liên tục 8 chữ số và ra kết quả trong vòng 3 giây. Level 2 tiếp theo, các con sẽ được học cộng trừ phạm vi từ 10 tới 99. Ở level này, các con thuần thục được kỹ năng tính ảo, sẽ không còn sử dụng tay để hỗ trợ. Là nền tảng bắt buộc để học lên level 3 là ảo tính kết hợp nhân chia cộng trừ. Quý phụ huynh vui lòng liên hệ Kingdom để được tư vấn thêm. Xin chúc mừng và chúc các con học tốt.